Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 1 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Đích Hoa Kỳ trọng phúc dành nhau đến, sang Trung Hoa lãnh đạo miễn cưỡng chờ. Vâng, các bạn cũng đã biết trong thời gian vừa qua, việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đã diễn ra hết sức căng thẳng. Và ngay tại trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thì ông Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng không thể nói rõ được là Trung Quốc là đất nước đã xâm phạm chủ quyền Việt Nam, mà họ chỉ nói rằng là các bên liên quan mà thôi. Điều này phải nói lên rằng cái sự căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc đã lên đến đỉnh điểm. Và chính vì vậy, và bước sang tháng 10, bắt đầu chuẩn bị cho một công việc rất quan trọng, đó là thời điểm dự kiến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ sang Mỹ theo lời mời của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump. Và hình ảnh mà các bạn có thể thấy đăng ở trên một số trang báo quốc tế đã đăng tải rất rõ, với việc đây là trang của Sputnik của Nga đã đăng: Việt Nam xác nhận Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng vui vẻ nhận lời mời thăm Mỹ. Bản tin của tờ Sputnik của Nga đăng tải cho biết Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã vui vẻ nhận lời, thời gian của chuyến thăm sẽ được thông báo vào một thời điểm thích hợp, dẫn lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết. Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao diễn ra chiều ngày 14 tháng 3 năm 2019, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết trong chuyến thăm sang thăm Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã có lời mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sang thăm Hoa Kỳ trong năm nay. Và hình ảnh các bạn có thể thấy là hai ông bắt tay nhau rất vui ở Hà Nội, và điều đó hứa hẹn một tương lai rất tốt cho Việt Nam khi được Mỹ ủng hộ. Tuy nhiên, những lịch đi như thế này ở các nước dân chủ và tự do như Mỹ, Đức và những nước khác thì đều được công bố một hết sức công khai ở trên trang của Chủ tịch nước hoặc là Tổng Bí thư. Nhưng tại Việt Nam thì các bạn không thể tìm thấy những thông tin này, và những chuyến đi dường như là rất bí ẩn và bí mật trước người nhân dân, mà bản thân ông Nguyễn Phú Trọng là Chủ tịch nước, là người đại diện cho trên 90 triệu người, thì người dân không hề được biết. Đây là điều Đảng cũng như là bên Chính phủ của Việt Nam và Văn phòng Chủ tịch nước cần phải xem xét lại và đăng công khai lịch công tác của người đứng đầu nhà nước cho người dân được biết, như các nước dân chủ và tự do vẫn hay làm. Và nhưng cho đến thời điểm này thì các bạn cũng đã quan sát trên tất cả các kênh truyền thông trong và ngoài nước, ở Việt Nam cũng như ở Mỹ cũng vẫn im lặng và chưa thông báo gì về chuyến thăm của ông Nguyễn Phú Trọng. Và hình ảnh các bạn có thể tra ngay trên ngày hôm nay, trên trang của Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng chưa đăng tải bất cứ thông tin nào về việc ông Nguyễn Phú Trọng sẽ sang Mỹ, cũng như trên trang của Tòa Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cũng không đăng bất cứ một thông tin nào về việc ông Nguyễn Phú Trọng sẽ sang Mỹ vào tháng 10 này, và chỉ thấy hình ảnh của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ cùng các Bộ trưởng Phạm Bình Minh và những Bộ trưởng khác của ASEAN đang bắt tay nhau chúc mừng mà thôi. Thì đây là cái điều hết sức đặc biệt ở một cái nhà nước nhiều bí ẩn như Việt Nam, khi mà lịch của những lãnh đạo, người đại diện của nhân dân không được công bố chính thức để cho người dân được biết. Và lý do được ghi nhận có lẽ là qua lần đột quỵ tại Kiên Giang hồi tháng 4 năm 2019. Mặc dù được sự cứu chữa kịp thời, nhưng sức khỏe của ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã yếu đi rất nhiều. Và hình ảnh các bạn có thể thấy trong thời gian qua, báo chí đã đăng tải là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm mô hình nuôi tôm công nghiệp tại Kiên Giang hôm 13 tháng 4 năm 2019. Và ngay sau buổi thăm này thì ông Nguyễn Phú Trọng đã bị đột quỵ tại văn phòng của tỉnh ủy Kiên Giang và đã phải chở bằng trực thăng đến sang thành phố Hồ Chí Minh và sau đó ra Hà Nội để cấp cứu kịp thời. Và lý do mà ông bị đột quỵ đó là việc khi ông vào nhà lạnh tới dưới 0 độ và sau đó đột ngột ông ra khu nuôi tôm rất nóng, thì cái nhiệt độ chênh lệch rất cao, và với một người già yếu như ông cũng như có tiền sử vì bệnh cao huyết áp, cho nên đã dẫn đến những cái việc mà rất nguy hiểm, đó là đột quỵ lần một tại Kiên Giang trong thời gian vừa qua. Và người dân Việt Nam thì từ đó đến nay chỉ thỉnh thoảng thấy vị chủ tịch nước của mình xuất hiện rất ngắn trong các đoạn ghi hình với khuôn mặt mệt mỏi của người già trên 75 tuổi mà vẫn phải làm việc và chưa được về hưu. Và hình ảnh gần đây nhất chúng ta thấy là ngày hôm nay, ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào. Chiều ngày 1 tháng 10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào sang thăm chính thức Việt Nam. Và hình ảnh nếu để gần lại các bạn cũng sẽ thấy rất rõ là ông Nguyễn Phú Trọng già đi rất nhiều và khá mệt mỏi. Tuy nhiên, với hai chức danh một lúc, vừa Tổng Bí thư vừa Chủ tịch nước, thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ rất bận công việc. Và đương nhiên, nếu một sức khỏe của người đứng đầu nhà nước kém thì người dân Việt Nam sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi, vì những cái quan hệ quốc tế sẽ bị hạn chế lớn
với kèm theo sức khỏe của ông. Và hiện nay các bạn cũng đã biết Trung Quốc đang ngày càng hung hăng trên Biển Đông. Họ đưa đội tàu Hải Dương 8 và các tàu hải cảnh đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để thăm dò liên tục trong gần 3 tháng nay. Và hình ảnh mà chúng tôi có thể chia sẻ ngay lập tức với các bạn, đây là biểu đồ hải trình của chiếc tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu hộ tống của Trung Quốc bắt đầu đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam lần thứ tư. Đó là cập nhật ngày 30 tháng 9 năm 2019 của ông giáo sư Matheson giảng dạy tại Trường Đại học Hàng hải của Hoa Kỳ, chia sẻ trên trang tweet của mình. Và ông nói tàu khảo sát Trung Quốc Hải Dương 8 hiện đang khảo sát một vùng mới trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đồ họa cho thấy các hoạt động đáng kể và thường xuyên thay đổi khi con tàu này rời bãi đá chữ thập từ ngày 27 tháng 9 năm 2019 đến nay. Và những hình ảnh này thì các bạn cũng chưa thấy báo chí ở trong nước không hề đăng tải cho 90 triệu người dân Việt Nam được biết, được xem, vì nó rất nhạy cảm với Đảng Cộng sản, vì bản thân Trung Quốc và Việt Nam cùng chung thể chế chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Nhưng hiện nay Trung Quốc đã tìm mọi cách và đã tuyên bố sẽ thôn tính vùng biển của Việt Nam thông qua đường chín đoạn cũng như những phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong thời gian vừa qua. Chúng ta đã thấy rất rõ và hiện nay họ đang cụ thể hóa hành động của mình. Và nếu để gần lại thì các bạn thấy rất rõ là với cái hải trình của con tàu này thì nó rất gần Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang và Cam Ranh của Việt Nam, và rất nguy hiểm cho những người ngư dân đi đánh cá. Nếu đi gần khu vực này thì có thể bị những tàu hải cảnh của Trung Quốc coi là thù địch và có thể đâm chìm bất cứ lúc nào. Và dường như lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam cũng như lực lượng hải quân của Việt Nam đã không thể xua đuổi được tàu Trung Quốc và bảo vệ được chủ quyền của Việt Nam trước cái sự xâm lấn của nhà cầm quyền Bắc Kinh trong thời gian qua. Và tất nhiên các bạn cũng đã chứng kiến suốt cả thời gian gần 3 tháng nay thì ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam, ngoài sức khỏe yếu kém nhưng ông vẫn thỉnh thoảng xuất hiện. Nhưng cái điều đặc biệt là ông không hề phát biểu bất cứ một câu nào và phản đối việc Trung Quốc đưa tàu vào xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Với chức danh là Chủ tịch nước đại diện cho trên 90 triệu người dân, là người đứng đầu nhà nước, thì điều đó là hết sức thiếu sót đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Và cũng trong toàn thời gian cả 3 tháng qua thì chỉ có duy nhất Mỹ là một nước lên tiếng mạnh mẽ nhất bênh vực Việt Nam và chỉ trích Trung Quốc bắt nạt nước này trên Biển Đông. Và hình ảnh chúng tôi cũng xin chia sẻ với các bạn ngay lập tức, đó là nhà ngoại giao Mỹ đã nói Trung Quốc đe dọa bắt nạt Việt Nam và các nước ASEAN. Đây là hình ảnh và những thông tin mà báo chí quốc tế đã được đăng tải khá nhiều, một số trang. Nhưng mà trong Việt Nam, tại Việt Nam thì chúng ta không được chứng kiến những thông tin như thế này, hoặc là bị cắt xén thì rất nhiều. Và nhà ngoại giao cao cấp nhất của Mỹ về các vấn đề châu Á David Stever vừa ra trước một ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ hôm 18 tháng 9 lên án các hành vi đe dọa bắt nạt của Trung Quốc đối với Việt Nam và các nước ASEAN để đẩy mạnh nghị trình khu vực của mình. Ông nói, phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ hôm thứ Tư, trợ lý Ngoại trưởng Ngoại giao Việt Nam, Mỹ, ông David Stever tố Trung Quốc là tìm cách gây ảnh hưởng bằng cách một mặt chiêu dụ một số nước và mặt khác bắt nạt các nước khác như Việt Nam để đẩy mạnh nghị trình của Bắc Kinh giữa một cuộc đôi co đang leo thang với Hoa Kỳ về vấn đề chiến lược và thương mại. Thì đây là hình ảnh mà các bạn có thể xem, và chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những đường link này sau video này để các bạn có thể cùng tham khảo và kiểm chứng, cũng như theo dõi tiếp tục những thông tin trung thực nhất từ báo chí quốc tế mà ở trong nước không hề đăng tải. Và bên cạnh đó thì các bạn cũng đã thấy các nước xã hội chủ nghĩa và các nước chủ nghĩa cộng sản khác vốn là những người đồng chí của Việt Nam như Lào, Cuba, Bắc Triều Tiên, Venezuela đã hoàn toàn im lặng để mặc cho Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Và hình ảnh mới nhất chúng ta có thể thấy ngày hôm 30 tháng 9 vừa qua là Chủ tịch Quốc hội tiếp đoàn Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela. Sáng 30 tháng 9 tại nhà Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã tiếp nhận thân mật đồng chí Cabello, Phó Chủ tịch thứ nhất Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela. Và đây là bài báo đăng trên trang của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và bà Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chào mừng đồng chí Cabello sang thăm Việt Nam và cảm ơn tình đoàn kết, sự ủng hộ mà các lực lượng tiến bộ và nhân dân Venezuela đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thể hiện qua việc các chiến sĩ du kích Venezuela bắt trung tá tình báo Mỹ để đòi Mỹ ngụy trả tự do cho anh hùng Nguyễn Văn Trỗi. Thì đây là tiết lộ của bà trong cái việc này. Và ông Cabello thông báo với bà Nguyễn Thị Kim Ngân một số nét lớn về tình hình Venezuela, về những khó khăn, thách thức
Vesina đang phải đương đầu hiện nay trong bối cảnh các thế lực chống đối trong nước với sự hậu thuẫn từ bên ngoài liên tục triển khai các chiến dịch bóp nghẹt nền kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống của người dân cũng như tìm cách cô lập Venezuela về chính trị để hướng đến mục tiêu lật đổ chính quyền. Và đây là hình ảnh và nội dung bài báo đã được đăng rất rõ, và những dòng chữ lật đổ chính quyền và những cái tâm sự của người đứng đầu Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela tâm sự với bà Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Và đương nhiên trong bài báo này và trong toàn bộ nội dung này thì chúng ta đã không thấy bất cứ dòng nào nói về việc Venezuela ủng hộ hoặc phản đối Trung Quốc hoặc ủng hộ Việt Nam trong cái việc của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, và họ chỉ sang Việt Nam để nêu những điều mà Việt Nam đã biết từ lâu. Và trước đó thì các bạn cũng đã được chúng tôi chia sẻ hình ảnh là Thủ tướng tiếp Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba, và Tổng tham mưu trưởng Cuba mong muốn Việt Nam hỗ trợ về giống ngô. Đây là bài báo được đăng trên trang cũng của chính phủ vào ngày 16 tháng 9 năm 2019. Và cũng trong bài báo này thì Cuba sang xin Việt Nam cấp giống ngô cũng như là có kêu gọi Việt Nam ủng hộ lương thực. Nhưng Cuba cũng không hề nói bất cứ một dòng nào về ủng hộ Việt Nam trong việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông. Và đây là những người đồng chí của Việt Nam từ trước đến nay mà họ luôn ca ngợi lẫn nhau. Chính vì vậy mà chuyến đi Mỹ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới đây sẽ rất quan trọng, mang tính sống còn với việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam trước sự xâm lăng của Trung Quốc, khi những người đồng chí của Việt Nam đã im lặng và hiện nay chỉ có Mỹ, châu Âu và những nước văn minh và dân chủ ủng hộ Việt Nam mà thôi. Và chúng ta cũng chứng kiến từ tháng 4 năm 2019 đến nay, chúng ta chưa thấy ông Nguyễn Phú Trọng có thể xuất ngoại hoặc thăm những cái nước khác như thông lệ khi Chủ tịch nước đi công tác. Và nếu vì lý do sức khỏe không thể đi thì có lẽ ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng đương kim, thì sẽ phải lên đường đi thay ông Nguyễn Phú Trọng. Dù sao ông Phúc cũng trẻ và năng động hơn ông Trọng. Và nếu ông Nguyễn Xuân Phúc đi được thì đây là cũng là một điểm nhấn và ghi điểm rất tốt cho ông trước kỳ Đại hội Đảng lần thứ 13 diễn ra. Và tất nhiên để đạt được điều đó thì ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ rất mong muốn và sẽ tìm nhiều cách để có thể thực hiện được ý muốn của mình. Nhưng chớ trêu thay thì Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ mời đích danh ông Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, chứ không mời ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nên chưa biết là Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ làm sao trong thời gian tới đây, cũng như đây là cái kinh nghiệm của Việt Nam là phải dùng người quá già để lãnh đạo, và bất cứ lúc nào thì những cái người đó có thể sức khỏe yếu đi hoặc thậm chí mất, thì sẽ để lại một cái khoảng trống quyền lực rất lớn tại Việt Nam. Và càng gần đến ngày đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam thì các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản càng cố gắng để thể hiện năng lực của mình cũng như tung ra những đòn triệt hạ đối thủ để hy vọng sẽ được leo cao hơn, hoặc chí ít thì cũng giữ được chiếc ghế, hoặc là chưa có thể về hưu được. Và điều mà chúng ta có thể thấy trong thời gian gần đây đó là hình ảnh và nội dung của những bài báo rất mạnh nêu việc 9 người bỏ trốn ở Hàn Quốc đi nhờ chuyên cơ Chủ tịch Quốc hội. Và vụ việc này đã xảy ra thì từ rất lâu rồi, từ tháng 12 năm 2018, và đã bị Quốc hội ỉm đi, không công bố và không thông báo cho báo chí. Giờ thì khi mà truyền thông của Hàn Quốc đã đăng tải lên thì rất nhiều những bài báo, rất nhiều những cái hình thức khác nhau thì có thể lợi dụng những cái bài báo, những cái thông tin như thế này để triệt hạ uy tín của Chủ tịch Quốc hội, của bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, và đồng thời là chặn đường lên của những cái người như vậy. Đấy là điều mà Việt Nam chắc chắn sẽ diễn ra trong thời gian tới. Và các chuyến viếng thăm của các nước, của các lãnh đạo cấp cao tại Hà Nội sẽ nhiều lên, và chúng ta vừa rồi cũng đã chứng kiến việc bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sang bên Lào, và đương nhiên là nhiều cái đoàn khác nữa cũng sang châu Âu và một số nước khác. Nhưng tới Trung Quốc thì có thể họ sẽ phải cân nhắc, vì tình hình căng thẳng ngoài Biển Đông sẽ chỉ đem đến không khí nặng nề trong cuộc gặp mà thôi. Và ngoài ra, nếu sang Trung Quốc thời gian này thì họ sẽ phải đối diện rất lớn trước sức ép của dư luận trong nước cũng như quốc tế về việc Việt Nam và Trung Quốc đang thể hiện cái sự thân thiện nhau trước Đại hội Đảng 13 và có thể gây bất lợi cho họ. Và một tình huống vô cùng nguy hiểm hơn khi chính người đứng đầu Đảng và Nhà nước là ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bị mất sức một cách nhanh chóng trong thời gian tới, thì trên 90 triệu người dân Việt Nam sẽ được chứng kiến màn đấu đá chưa từng thấy tại Ba Đình để tranh giành một lúc hai chiếc ghế to nhất, đó là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay từ Berlin, thứ ba ngày 1 tháng 10 năm 2019.
Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận và cho chúng tôi biết những thông tin để các bạn mong muốn biết, và chúng tôi sẽ cập nhật trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.